đây là cây đàn hương 2 tháng tuổi của công ty cổ phần phát triển cây đàn hương và thực vật quý hiếm Tây Nguyên. Cây giống 2 tháng tuổi của đơn vị chúng tôi, cây đang phát triển rất là tốt. Còn đây là cây rau dẹo, cây ký chủ, dài giai đoạn đầu và trung hạn của cây đàn hương.